Chào bà con, chào quý vị, chào tất cả các bạn thân mến. Ngày hôm nay Hoàng Nhung rất vui khi lại được gặp lại bà con trong một cái clip chia sẻ cái cách sử dụng tinh dầu long não Thái Vân cho các trường hợp bị chảy máu chân răng. Vâng, thưa quý vị, thưa bà con, chảy máu chân răng là một trong những bệnh lý răng miệng thường gặp hàng ngày. Mặc dù đây không phải là bệnh nguy hiểm, nhưng nếu không được cứu chữa, chăm sóc trực tiếp thì nó sẽ ảnh hưởng lớn đến sức khỏe răng miệng của chúng ta. Nó không những ảnh hưởng đến sức khỏe mà nó làm mất đi cái sự thẩm mỹ của răng miệng, bởi vì các cụ có câu nói cái răng, cái tóc là góc con người. Vậy thì chúng ta cùng tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến bệnh nha chu nhé. Nguyên nhân dẫn đến bệnh nha chu thường gặp đó là bị viêm lợi. Viêm lợi tức là chúng ta bị viêm xung quanh cái chân răng đấy ạ. Khi các cái nha chu bị tổn thương thì nó sung huyết gây sưng tấy đỏ, dẫn đến tình trạng máu của chúng ta bị chảy ra khi chúng ta đánh răng. Thậm chí có những trường hợp nặng không cần đánh răng, đương nhiên tự nhiên bất ưng máu từ chân răng cũng chảy ra, đó là chảy máu chân răng. Thế thì những cái thói quen chúng ta gặp phải đó là gì ạ? Đầu tiên nhất là do chúng ta vệ sinh răng miệng bị kém, bị chưa đúng phương pháp. Do đó nên cao răng nó sẽ bám vào cái chân răng. Và nguyên nhân thứ hai do chúng ta không thường xuyên đi khám nha sĩ định kỳ. Và tất cả những cái nguyên nhân này nó còn xảy ra những cái tình trạng bên cạnh chúng ta gặp phải, đó là ăn uống bị thiếu chất, đặc biệt thiếu vitamin C. Thiếu vitamin C cũng là một trong những lý do khiến chúng ta bị chảy máu chân răng. Thưa bà con, vậy thì chúng ta làm cách nào đây? Chúng ta làm cách nào đây để chăm sóc răng miệng, phòng ngừa chảy máu chân răng? Thì chúng ta có rất nhiều cách, nhưng ngày hôm nay Hoàng Nhung chỉ chia sẻ tới bà con có 3 cách thôi. Cách thứ nhất, chúng ta phải tráng miệng sạch sẽ sau mỗi một bữa ăn. Loại bỏ thức ăn thừa trong miệng của chúng ta, trong các cái kẽ răng của chúng ta bằng chỉ nha khoa. Cách thứ hai, đó là chúng ta vệ sinh răng miệng thường xuyên và phải đánh răng đúng cách. Chắc chắn chúng tôi sẽ có những cái buổi chuyên đề riêng để hướng dẫn quý vị, bà con về cách đánh răng. Và cách thứ ba đó là chế độ ăn uống khoa học, đầy đủ dưỡng chất, đầy đủ vitamin, khoáng, và phải chú ý đi khám răng định kỳ tại các bác sĩ nha khoa. Hạn chế sử dụng các chất kích thích như rượu, bia, cà phê, thuốc lá thì để bảo vệ răng miệng cho chúng ta tốt nhất. Khi chúng ta đã biết cách bảo vệ rồi thì chúng ta có tiếp sản phẩm tinh dầu long não Thái Vân đồng hành cùng với bà con. Thế thì sản phẩm tinh dầu long não Thái Vân 100% nguyên chất từ thiên nhiên, không hóa chất động hại, không có tác dụng phụ. Nó có tác dụng chống viêm, chống nhiễm trùng và có các cái biện pháp tốt trong các cái liệu trình để chăm sóc nha khoa. Nó có tác dụng khử trùng và gây tê nhẹ cục bộ tại các cái phần mà chúng ta chấm tinh dầu long não Thái Vân vào, nên cho chúng ta một cảm giác the mát, nhẹ nhàng, dễ chịu. Và sử dụng tinh dầu long não Thái Vân thì rất đơn giản, thưa bà con, chúng ta chỉ cần có 4 bước mà thôi. Bước 1, chúng ta dùng bông tăm thấm lấy tinh dầu long não Thái Vân. Chúng ta dùng cái nhỏ giọt này vào cái tinh dầu long não Thái Vân, vào cái bông tăm. Chúng ta chấm trực tiếp cái bông tăm đó vào cái vùng chân răng bị chảy máu trong khoang miệng. Và chúng ta chấm liên tục trong khoảng từ 3 đến 5 phút. Nhưng nhớ lưu ý, tuyệt đối không được nuốt cái dung dịch này, mà dung dịch trong miệng chảy ra, bà con, quý vị, chúng ta phải nhổ đi, bởi vì đó là những cái có vi khuẩn ở trong cái phần cái dịch trong miệng của chúng ta. Phải nhổ đi, không được nuốt vào. Và bước 2, chúng ta pha từ 5 đến 7 giọt tinh dầu long não Thái Vân với 100ml nước, với 100ml nước ấm giả. Khi chúng ta súc miệng thì chúng ta ngậm trong miệng, súc miệng chúng ta lại nhổ đi, tuyệt đối không được nuốt vào. Và bước 3, sau khi bước 2 xong thì đến bước 3, chúng ta lại lấy lấy cái bông y tế ấy, chúng ta thấm và chúng ta chấm trực tiếp vào, đặt trực tiếp vào cái phần chúng ta bị chảy máu chân răng đó. Và nhớ là cái bông y tế này chúng ta chỉ để từ 5 đến 7 phút, xong chúng ta phải lấy ra khỏi miệng ngay. Và cái phần nước mà chúng ta pha ở cái bước 2 còn đó, thì chúng ta vui lòng lại súc miệng lại một lần nữa. Và tuyệt đối không được ăn uống cái gì, không được ăn, không được uống cái gì trong khoảng 30 đến 60 phút sau khi chúng ta vệ sinh răng miệng.
Và cách thứ tư, cùng một lúc mà quý vị và bà con bị chảy máu ở quá nhiều chân răng thì các cái bước trên quý vị có thể pha đậm đặc hơn, làm nhiều hơn, tăng số lượng và tăng liều dùng lên đến khi khỏi thì thôi. Và kết quả sử dụng sản phẩm tinh dầu long não Thái Vân của chúng tôi thì có rất nhiều kết quả, nhưng tôi sẽ chia sẻ lên đây với bà con và với quý vị một kết quả thôi, bởi vì thời gian không cho phép. Chị Hằng ở Hòa Bình năm nay đã ngoài 60 tuổi, chị chia sẻ với chúng tôi rằng ngoài 60 tuổi nên răng của chị rất yếu, cái lợi của chị bị tụt rất là nhiều nên khiến cái hàm răng của chị lung lay, ăn uống rất kém và rất hay bị chảy máu chân răng. Theo như hướng dẫn trong hộp tinh dầu long não Thái Vân này có tờ hướng dẫn thì chị Hằng đã sử dụng theo đúng hướng dẫn. Chị không áy náy gì cả và chị sử dụng. Chỉ sau một lần thôi thì máu đã cầm ngay, nhưng chị vẫn chăm sóc răng miệng hàng ngày. Nhưng liều lượng sẽ ít đi, số lần sẽ ít đi và răng của chị gần như chắc khỏe và không còn bị các tổn thương như trên nữa. Chị rất là biết ơn sản phẩm tinh dầu long não Thái Vân đã mang lại cho chị được cái hàm răng nó khỏe hơn, chị ăn uống, chị tự tin hơn và chị cảm thấy là cười hoặc nói cũng tự tin hơn, ít khi chị bị chảy máu chân răng. Và cái sự cam kết của đội ngũ chuyên gia của công ty tinh dầu long não Thái Vân, chúng tôi cam kết rằng 100% tinh dầu long não Thái Vân hoàn toàn được chiết xuất từ thiên nhiên, từ vỏ và lá cây long não. Và sức khỏe của các bạn là niềm hạnh phúc của chúng tôi. Chúng tôi rất mong bà con và quý vị hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ trên vỏ hộp. Đó là thứ nhất, bà con có thể liên lạc qua hotline. Đường dây hotline của chúng tôi là 090 1175 399. Hoặc phương pháp thứ hai, bà con liên lạc qua website của công ty Thái Vân chúng tôi, đó là thảomocthaivan.com. Hoặc phương pháp thứ ba, bà con vui lòng kích vào đường link bên dưới sẽ được đội ngũ chuyên gia chuyên nghiệp của công ty Thái Vân chúng tôi chăm sóc sức khỏe cho bà con, không phải chỉ răng miệng mà rất nhiều các bệnh khác mà sản phẩm tinh dầu long não có thể chăm sóc được cho bà con. Ví dụ như đau nhức xương khớp, tê bì chân tay, mỏi lưng, rồi ù tai, đau mắt, chóng mặt, buồn nôn, rồi rất nhiều những bệnh khác chúng tôi đã ghi rõ ở trên vỏ hộp này. Và chúng tôi hy vọng rằng luôn luôn được đồng hành cùng bà con, luôn luôn được như là một người bác sĩ trong gia đình để chăm sóc sức khỏe cho bà con, cho quý vị. Cảm ơn bà con và quý vị đã theo dõi clip này. Chúc bà con và quý vị có sức khỏe tốt nhất và cuộc sống bình an. Xin chân thành cảm ơn.